Hai cái dòng này là em đang bán chạy nhất trong cái tháng này các bác nhá. Một dòng vang và một dòng lâng tiếng của PS. Hai cái sản phẩm này đúng là chỉ có hơn 1 triệu một chút xíu thôi. Sản phẩm được bảo hành 2 năm và đổi mới 3 tháng với sản phẩm. Các bác cùng xem mẫu của PS Audio nhá. Đây là một con vang PS. Các bác chơi với đẩy đúng không ạ? Em tặng ca lông nhá. Một đầu đực, một đầu cái. Có cả điều khiển này, dây nguồn này. Đấy, quyển sách hướng dẫn này. PS Audio, hàng nguyên hộp, bảo hành 2 năm. Các bác nhá, đây là công tắc nguồn này. Con này là con vang cơ nhá. Vang cơ của PS có mã là GX300. Đời GX này có 3 đến 4 đời cơ. GX300, GX500, GX350 Pro có rất là nhiều mẫu. 3 lúm nhôm này. Tất cả toàn bộ mình chỉnh effect, echo với cả mic với cả music thì nó đều bằng chỉnh bằng cái tô vít nhá. Nhưng mà ba cái nút này thì nó sẽ tổng của ba vế. Đây ví dụ như echo đây thì con này là echo never đây. Con này mic thì là mic đây. To nhỏ thì mình tặng. Khi em đã chỉnh ở đây rồi thì các bác chỉ cần to nhỏ ở đây thôi. Bác nào mà hiểu lắm hoặc là thích chỉnh theo sở thích của mình thì mình ngoáy cái tô vít này này. Đấy. Còn con này sẽ có cổng quang Bluetooth USB, có cả tem cào của nhà máy các bác nhá, để các bác check này. Và được dập chìm chữ BS trên thân máy. Đây, mặt sau của nó. Đúng là giá có hơn 1 triệu một cái mà các bác dùng con này á. Vang nhại nó rẻ mà nó dùng nó hay lắm, nó lúm nhôm nhá. Hàng chính hãng của BS, bảo hành 2 năm. Tiếng của nó rất là ok, dùng loa kéo, dùng loa karaoke gia đình mình sử dụng các cái dòng vang này. Các bác nâng cấp với âm ly hoặc là với đẩy thì dùng con vang này. Những cái con âm ly mà nó như một cái cục sắt ấy, bây giờ nó đã hỏng hết các cái chiết áp rồi thì các bác nâng cấp cho nó một con vang như này này, giống như con đẩy liền vang kia kìa. Thì mình không thích cái vang nhại của nó, vang nhại nó không hay thì mình nâng cấp cái vang này lên, chỉ có cho cái con âm ly nó thành như kiểu cục công suất thôi thì nó rất là hay. Đấy, mình hát hò nó chỉnh chiết nó dễ hơn mà nó hay. Và đây, đây là một con máy nâng tiếng có mã là V900 Plus. Đây là bản cao của máy nâng tiếng nhá. Đấy, tem của BS thì các bác nhìn cả cái tem vang hay là tem cào này đều giống nhau này. Đấy, con này là V900 Plus. Kênh A 4 chiếc áp, kênh B 4 chiếc áp nhá. 2 chiếc áp tổng, một màn hình LED ở giữa và 2 cột đèn nháy hai bên. Đấy. Và đặc điểm nó sẽ có một cái cổng súp bass ở đây. Tần số súp và volume của súp thì các bác lưu ý. Các bác đánh súp điện hay súp hơi mà các bác kết nối qua máy nâng tiếng thì nó đánh rất là phê luôn. Phê lắm. Đặc điểm máy nâng tiếng sẽ có công năng gì? Khi ghép máy nâng tiếng nó sẽ kích tiếng bass lên, kích tiếng tép lên, nó cho ra một âm thanh mới hơn. Cảm giác nghe bass nó căng và tép nó rất là sáng, lẩy. Đấy. Thế nên là khi các bác mà nghe nhạc qua máy nâng tiếng rồi thì các bác mà rút máy nâng tiếng ra các bác sẽ không bao giờ thích luôn, vì nâng tiếng của nó quá ok luôn. Máy nâng tiếng PS V900 nhá, được tặng một đôi ca lông, dây nguồn đi kèm theo. Đấy, hàng mới đập hộp, các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em với những cái sản phẩm này để chơi karaoke gia đình và nâng cấp bộ dàn âm thanh của mình để cho nó hay hơn, xuất sắc hơn thì các bác có thể nâng cấp bằng máy nâng tiếng nhá.